tại mình đang làm công việc đó là diễn viên tự do, mình yêu màu xanh, mình không thích màu hồng, mình thích sự chân thật và ghét sự giả dối. Biển này là xe ô tô được phép đi thẳng. Xe ô tô được phép đi thẳng, đây là đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo làn đường dành cho xe ô tô con. À, xe không được chạy vô cái làn đường có đá, có sỏi đá. Cái này là chỉ cấm ô tô vượt, còn này là xe khách cho nên xe khách được vượt, còn á nè là xe ô tô không được vượt thì xe khách này vượt là nó đúng. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện của những phận người gắn liền với những hạt cát chọc nhằn. Mỗi câu chuyện mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều là hành trình, là cuộc đua bền bỉ của ý chí và nghị lực của con người. Giải cát ở Bình Thuận đã có sự phân hóa thành 18 màu sắc rất rõ rệt. Nhiều lần theo chân các thành viên nhóm khát vọng đi tìm cát để làm nguyên liệu cho tranh. Những đôi bàn tay này đang kể một câu chuyện rất riêng. Giờ như hạt cát. Cái tình trạng viêm cái niêm mạc mũi nó làm cho chúng ta bị hắt xì hơi, nhảy mũi, nghẹt mũi. Biến chứng đầu tiên của nó là khi mà chúng ta bị viêm mũi dị ứng thì chúng ta thường hắt hơi, sổ mũi, nó nghẹt mũi. Nó sẽ làm cho chúng ta bị tắc đi cái hệ thống ở đường mũi họng, chính xác là ở vùng mũi xoang. Nó làm cho xoang chúng ta ngày càng bị viêm nặng lên. Cho nên là mình phải uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ, chống những cái tác nhân gây bệnh như là mình ăn uống phải kỹ lưỡng nè, rồi phải tiếp xúc với môi trường không có ô nhiễm nè, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, thoáng mát, thơm tho, không có ẩm mốc. Tại sao lại sai? Tại vì nếu mà em có năng lực nổi trội á thì em mới thành công được. Chẳng qua mình chưa tìm được. Nếu tìm đúng thời điểm thì em sẽ có cái tự tin về mình. Hoàn toàn đều có thể đạt được. Nếu như bây giờ chúng ta cảm nhận mình chưa có gì nổi trội cả, hãy cứ tự tin lên. Chắc chắn điều đó sẽ đến nếu như bạn khổ luyện. Cái kiểu mà hơi văn học chút xíu là ông bà xưa có câu là cần cù bù thông minh. Thiên bẩm sinh ra họ đã téo rồi thì họ làm diễn viên hài là cái chuyện rất là bình thường. Là con vịt nó cố gắng cách mấy cũng không thể nào bay cao được như thiên nga được. Thì những cái sự nỗ lực của chúng ta có phải là vô nghĩa không nếu xung quanh toàn là những người ưu tú và xuất sắc? Chúng ta không đánh giá năng lực của một con người qua sự tung hô, qua những con số. Và cái điều quan trọng nhất là mọi người ở đây đều được hạnh phúc trong cái hành trình đi làm tròn đầy cái năng lực và sứ mệnh của mình với những giá trị của bản thân. Bây giờ anh thấy là mình đi tìm một chỗ nào đó bán cà phê sĩ đó, xong cái là mình lại mình hỏi mình mua mình thiếu, xong cái mình bán xong mình trả được. Bây giờ hai đứa làm thì tự chịu hùng tiền lại mua cà phê. Mua cà phê biết rồi nhưng mà không tiền. Ủa không tiền gì, Tư có để tiền lại không? Tư để nhưng mà đâu có thấm tháp bao nhiêu đâu. Thì đó, bởi vì hai đứa mới hùng tiền bù lại. Sao bây giờ là bên đó là không còn gì để bán luôn. Quơ sạch, bán sạch, hốt sạch. Dạ phải kiếm tiền chứ chính. Giúp người ta thì giúp, cũng phải tự lo cho bản thân mình chính. Con là tích thu tất cả những gì mà lời gì chính dạy dỗ từ trước tới nay rồi. Tốt tốt nó... Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34 đã phát thanh và truyền hình Long An quý vị nhé.